nên khai đi vai. Team này chơi cái đéo gì đây? Đi không ai ạ, chào bọn nó chứ. Chuyên sao kìa, mày không bốc kịp chứ? May quá, vẫn bốc kịp cái con này. Cho cái thời gian ngắn vậy cứ. Nhưng đi đến nơi nó may mày mất này, mày có vẫn bốc kịp. Thằng này cần một vài click đơn giản nhận miễn phí vĩnh viễn bom tấn for honor. Chán kẹo rồi, nhận đéo. Borderland 3 đã hoàn thành 99% và sẽ không sửa đổi cho đến ngày phát hành. Giờ biết à? Tôi nghĩ cái này tiền lắm. Ôi được, may quá, không phải tiền. Thực ra tiền thì cũng đôi lúc nó có tác động ấy, nhưng mà là... À, hai con này là ý đồ gì? Ý đồ bảo nó chơi xạ thủ à? Vì sao Epic Game đang ngày một lần áp Steam trên thị trường? Ôi, mà Steam ngu quá. Tặng game nhiều lên thì nó sẽ hết lấn áp thôi. Thế cũng phải hỏi. À, Steam nhiều khi tặng game mà tôi mới đảo mấy hộp đêm thức dậy nhận game. Nhưng mà cái cơ chế tặng nó không được như là trên Epic, nó không đơn giản, nó không dễ dùng như trên một Epic. Đồ, hai đồ. Đồ thứ ba không? Kéo, hai đồ vậy ngon phết. Ỷ thiên kiếm. Biết ngay là tiền mà mình đã nghi rồi, mẹ cha nó chứ. Mẹ cha nó chứ. Phải con Kadashin khó ra vãi cả lìn ấy. Khó hơn cả Garen. Bọn giáo Sojin. Con gì con Kadashin là con gì? Con phù thủy ấy, nó cầm kiếm mày chạm tạo ra. Con đấy dễ mà. Khó lâu quá lìn lại đồ, ngon. Huyết kiếm này. Kiếm có lại đồ ngon, tốt tiền ạ, à, đéo hiểu ạ, à. Sao ông hên thế nhỉ? Phá kiếm, ra phiền thần ba vũ, tôi xong lấy rồi. Cái gì giờ nhỉ, nhiều đồ quá không ạ, huyết kiếm thế nhỉ, huyết kiếm rồi không ạ, huyết kiếm huyết cổng gì, tôi đang không có đồ, con nên lấy huyết kiếm không, hay là ba vũ, hay là ỷ thiên, hay ngọn giáo sâu jin, lấy cái gì? Ai biết đó, ông chơi cái gì? Huyết ỷ thiên kiếm à, đây không hợp lấy cho bài ông chơi phù thủy đi. Thấy ông rót lèo phù thủy, ông lấy cái ngọn giáo sâu zin cho con Lulu ấy. Nếu mà muốn mạnh ngay bây giờ. Rồi tôi thua toang rồi, gặp ngay cái thằng cấp 4 ạ. À. Vẫn cấp sớm thế. Đéo lên cấp sớm đéo chịu được. Thằng định chơi. Thằng định chơi xạ thủ này. Ý nó còn một tí. Kiếm công hay ma vũ nhỉ? Ma vũ hơn chứ kiếm công gì? Kiếm bài ông thì nó không chơi xạ thủ, không nên chơi kiếm công. Ý thật luôn đấy. Trận này mình thấy mình cứ đen đen thế nào rồi đấy. Không hợp lý rồi đấy. Ôi, đang phân vân giữa quý tộc hay giọc le về ông. Ôi, chơi mẹ giọc le đi. Vẫn trung thành giọc le. Xem tình hình nào, trận này bán mẹo này đi thôi. Không ạ rồi. Ôi, Elite 2 à, Ninja Ninja 2 à. Rồi ôi, Brown quận giáo à, thôi thua chắc rồi. Thế có cửa rồi. Nó đỡ kinh quá, thua còn thua đau cơ. Đau bệnh hoạn, nó chịu được. Trời ơi, thua được còn thua mất nhiều tiền chứ không phải, à mất nhiều máu chứ không phải là thua kiểu. Thua đau luôn đấy. Ui. Trận này bốc bài có vẻ như sệt rồi. Nên lấy phá kiếm không nhỉ? Hay lấy ma vũ? Ui đi
Bài tôi, ôi bài tôi, nó không có một cái gì nó liên quan gì luôn này. Đỡ thế nào được cái pha này bây giờ nhỉ? Phá kiếm cái gì? Ông chơi Jock Lair thì ông chơi Ma Vũ cho con nào. Hoặc là ông cứ để tiền đồ đấy, giao cho cân dùng. Cái chất gì đi mẹ nó tự mở kia ấy. Tôi cái thằng vàng nhất ở đây rồi, không còn thể vàng hơn nữa, thật luôn. Không có con cấp 2 trong bài à. Bắn như gãi ngứa. Không nghĩ được có. Đi con mẹ con bê đi. Hay. Đau. Đau. Mà đéo lấy được đồ ngon thì mẹ hơi cay đấy. Đồ ông quá ngon rồi đấy. Chẳng qua là ông chơi cái đã bảo đừng có chơi cái thuốc nó rách ra làm đéo gì phế loay mắt ra cái bài này bây giờ nó yếu không thể yếu hơn được đâu thật. Yên để tôi yên cái đấy thì mẹ góc này thì mình lấy cái đéo thì bây giờ tao đừng biết bảng cho tao lấy trước mẹ ơi này. Khó đánh quá. Dòng kìa, dòng cầm cung nó cũng là một cái gì đấy rất là nguy hiểm. Bây giờ bài ông nó đang chả có gì, chả có nào đáng để phất đồ được à? Ông lấy Lulu kìa, không lấy Lulu à? Lulu đéo gì tầm này. Ông không lên Lulu được hai đi, Lulu còn cầm cung nữa, quá ngon luôn. Đâu, Lulu hết. Hai con này ghi là bài lừa lắm. Lừa rồi. Hai con này là lừa rồi. Vứt con lì ra đỡ đam cho team thôi. Còn đau gu in so. Cộng dồn vô hạn cộng dồn ghéo. À thôi chắc quên mất. Quên mất không có đồ. À mà không không được. Không có gì cả. Mình chưa có cái giáp. Mình cần phải có cái giáp thì mới có thể đỡ được. Rồi, vẫn là thua đau thôi. Không phải tránh khỏi. Không phải tránh khỏi kiếp thua này. Cái mèo đi. Tập này gan ren cả rụng đéo rồi. Rao sau này phải roll rồi. Anh khinh này là không được rồi. Tích 20 tiền rồi. Bài quá đen. Bắt buộc phải roll rồi. Bài nhìn nó ra đồ này. Lên cấp á? Mới lên cấp á? PK ạ. Thôi có PK nó là một giải pháp. Không được, nó cũng không phải là giải pháp gì cả. Đéo có giải pháp gì cả. Trời này đéo lên máy nữa. Đi con mẹ. Chuột nhiều khi nó đơ vậy, đúng lúc phải thì khó thế nhở, bài không lên được. Trông mà roll ra toàn cái gì không. Không một con nào lên được hai với bài luôn. Bảo bản này nó bệnh hoạn vãi này. Ôi thua rồi. Bài trận này mở đen đấy nhở. Roll đen đâu chịu được. Tướng toan lợi không lên được hai, tướng một yếu quá. Đi con mẹ cái gì thế này trời ơi, anh ơi cho em xin một con lên hai đấy. Đi con mẹ hai con ra đen này, đấy, nó cho mày hai con ra đen này, mình vừa mới nói xong nó cho mày hai con ra đen, đây mày lên hai đi hiểu không? Cho xin cái ta. Nó tung mỗi con ạ. Chợ. Vãi lên, con này hơi máu ạ.
Ừ, bọn này hồi máu được mà, nhưng mà không sao, bài ông chắc vẫn win rồi. Cái chó nát. Đi, con mẹ nó lại hồi. Đi, tí lại hòa. Quá khổ à. Vậy quá khổ ăn kẹt á. Đi, 5 đồng tiền không ạ, vãi cứt. 5 đồng tiền. Thật luôn cái trận này. Úi trời. Tôi mở bài trận này quá đen luôn đấy. Đồ cũng không có cơ, mình cần cái giáp thôi mà nó không ra giáp ạ. À. Căng thế nhá, không ta kệ quá khổ đấy. Cái bà. Đấy, quá khổ nó đéo đi. Ôi gặp ngay ông Huy Anh ạ. À. Bài tôi yếu vai đấy. Ôi. Dạ thế còn kéo ngay ông Lucian ạ. À. Kéo thì còn đánh được đéo đâu. Bài ông không có đam mà. Nhưng mà bài ông vẫn mạnh hơn bài tôi đấy thật. Con kia. Ông nhìn đây, tóc tu ấn lít này này. Ở đâu? Thắng à? Bài ông đéo có tí đam nào ạ? À? Yếu thế. Kéo đi đâu. Ông chơi bài của đéo thì móc đôi con Chitana. Tạ tử à? À, tháo xạ thủ mà chơi dở hơi cái gì mày một khi là hai khi nó là ba khi trận này chỉ tích 20 tiền thôi không cần tích nhiều. Ui bài đấu sĩ ạ. Nhìn dị họ bãi. Đấu sĩ dị họ này. Đấu sĩ dị họ này. Đi hóa rồng ạ. Đi cái địch mẹ của Sivana. Đã bảo rồi cái bài rock này nó yếu lắm. Đừng có chơi làm cái gì. Nó yếu kinh khủng luôn đấy, bây giờ nó gần không ai chơi cái bài ấy. Nó cứ đâm đầu vào chơi cái bài làm gì. Chúng ta xếp nhạc nó hợp lý hơn này. Xếp này hợp lý hơn này. Mình phải tích tiền bởi vì thực sự là không tích tiền thì mình không chơi được. Bài đó là khá là mạnh rồi. Giờ mình không còn roll nữa, không còn quá cần thiết phải roll nữa. Tích tiền rồi. Mỗi tội đều có hải tặc. Team đấu hải tặc để lấy thêm tiền. Sao mình lại thắng một đồ thế này? Cái gì cơ? Có đi, mấy con kia vô đi kiểu... Ôi kìa, Gona của ông kìa. Lấy Gona đi. Ui giời ơi, nó lấy mất rồi. Quả mẹ. Kêu rồi sao luôn, tôi đút nhầm cái mẹ. Cái cung gỗ cho con kia thì... Ai mà đừng có để mấy đã... con nó cạnh cái chỗ để đồ. Không, không phải cạnh mà là tôi định cho đút đồ, đút cái dây chuyền Solari vào, tự nhiên tôi cho cái cung gỗ. Thế không hiểu. Mắt mù à? Lại rơi trong 4 giây, ok. hai bốn
ba góc này à, hai phù, ba phù thủy, một Blitz. Không hiểu Blitz có ý nghĩa gì mà cứ thích chơi Blitz. Cái bài Blitz trong bài của ông nó giống không có ý nghĩa gì cả. Úi dồi ôi, con rồng, úi dồi, con rồng, con rồng, con rồng, con rồng. Đi. 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 Đi, con rồng, cho chết. Rồng nó lúc nó thích đồ, nó rồng khỏe lắm rồi. Nghỉ. Các bạn, các bạn. Mẹ quả, quả con mẹ Morgana ngon thế mà mẹ con rồng nó đau quá. Braum, Braum. Mẹ, mãi mới Nunu lên 2 à. Mãi cả giờ Nunu mới lên 2 á. Vậy cứt vậy. Kennen này hai vứt con Blitz ra cho Kennen vào, thật. Blitz nó chả liên quan đéo, chả cần thiết cái bài. Ông kéo nó vào ông có độc tử nó không, giết được nó không. Con Blitz là con kéo một con vào xong phải giết ngay lập tức được con đấy, nếu không thì nó vô dụng. Ui tìm bạn gần nè. À đâu, con cho gáp ạ. À. Gấu này, gấu hóa xét lên này. Gấu hóa lên mà không đánh được này. Không xem tôi đi à? Không, tôi đang xem tôi mà. Tôi xem ông đất đi. Đất, kèn nèn. Ui gần nè. Ui, gấu, mẹ gấu ba đồ kinh lại à. Tăng rồi. Súng. Gấu mẹ tim băng với súng là búp đủ cái kiểu vào mẹ. Rao sau mình tính sao? Rao này vẫn ngon lành. Team này vẫn chơi được. Hy vọng nó ra được cái gì ngon ngon. Được mắt ạ. Ô sẻng ạ. Ô khoan, mình đang nảy ra một cái ý định trong đầu. Ý định rất là ngáo đá nhưng mà lại rất là hợp lý. Ông ạ, tôi vừa nảy ra một cái ý định rất là ngáo nhưng mà lại rất là hợp lý. Đó, trong đầu đi. Đấy là, đấy là như thế này. Cuồng không. Cuồng cung trong cái này luôn, chất chơi rồi rơi luôn. Nó có tóe này, gọi là mắc tóe. Úi ôi, con nào hất quả vãi đấy. Cứ chê giọt lèo, tôi yếu đi. Nhưng mà tôi vẫn bắn chết nó mà, nó phải hất vãi đái thôi. Cuồng cung này có... Triệu hồi một tinh linh đánh theo mình, có gây hiệu ứng là đánh không? Hình như đéo gây hiệu ứng là đánh không ạ? Vậy tôi hơi sai rồi. Nhưng mà thôi kệ cha đó, không sao cả. Ý có chó ý xin. Please, come here. Nó đùa thế à? Đùa à? Sao toàn cái gì này? Mình phải lên cấp một tí này cho mình mới bốc được ra những cái con xịn hơn. Hút máu là một cái món khá là ngon này. Tụ bão. Ui bài này khỏe thế, trâu thế. Bò gà nào tôi chín lắm rồi ạ. Đánh này của tung. Ừ.
hay là quỷ thư cho Garen nhỉ? Tụ bão hay là quỷ thư bây giờ nhỉ? Thật sự mình thích cái tụ bão hơn ấy. Tụ bão cho con này đi. Không được. Ui, Chitana đéo ra. Jeez. Tôi còn Chitana một đây. Vọng âm đéo liên quan luôn. Phải cả hai dòng ạ, à, căng vậy. Cái cuồng cung này nó có hiệu ứng đòn đánh không? Có không? Tôi cũng không đi được xem là nó có hiệu ứng đòn đánh không. Ai biết đấy. Thèm quá, nhìn con Bifonto thèm quá. Không biết con nào lấy không nhá. Ông định lấy gì? Đéo hiểu ạ, à, ông cố đánh không hả? Hả? Chó chết thật thế, đéo hiểu. Cố tình hả? Đừng, đéo hiểu. Thực ra kêu cũng ngon này. Nhưng mà thôi kệ. Đéo hiểu, ông lấy cái phút tu làm đéo này liên quan đéo này không? Hả? Đéo hiểu. Khổ nạn quá. Đi. Có mẹ như anh chứ. Khốn nạn. Cay quá. Bán mẹ đi đi. Thực ra tôi cũng lấy lại cái Mifotone thôi. Tôi cũng chẳng bắt đâu. Nhưng mà thôi chưa. Cho vào bây giờ chưa có tác dụng đéo cả. Để cấp sau, phải lên một cấp nữa mình mới cho vào, mình vứt bốn sát thủ được. Chitana để đéo ra được con nữa. Cay nhờ. Ui bài được kinh thế. Bài này cái vậy. Nó cửa kêu rồi này. Thôi kêu ơi đừng đánh nữa. Kêu ơi đừng đánh nữa, nhà chẳng có gì đâu. Thôi bị đau quá. Phải có kêu nữa. Đấy, giờ mình mất Mifotone vào, mất Chitana vào. Ok chưa? Ui, đi, có mẹ, Lucen 3. Vãi lìn chưa? Thôi, tầm này đêm xỉ gì nữa. Lũ xe ăn 3 đây rồi. Ôi dồi ôi, cầm ngay ông bài ông Huy Anh ạ. À. Bài né, khốn nạn quá. Né này hơi căng rồi. Ôi 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 ôi. Nó sấy à. Huy Anh ơi, đâu Huy Anh. Cái tội lấy mid fortune của tôi à. Lấy mid fortune của tôi, tưởng tôi không lấy là con khác à. Hả? À. Hả? À. Đấy là ở hiền gặp lành. Mình thì cũng thấy. Thế có con gì anh em cần là mình nhường cho anh em. Đây anh em này. Thấy con mình cần vớ luôn à. Đéo hiểu. Cay quá. Ở hiền gặp lành ngay. Ở ác mà gặp dữ ngay. Thua đến đít rồi con cười à. Ông đủ 6 chưa? 2, 4, 6 rồi này. Đủ 6 rồi này. 6 quý tộc, à 6 phù thủy, à 3 phù thủy. 6 gióc le rồi này. Mỗi tội ông đang cầm cái... Đéo gì? Cái dây chuyền Iron Sword bây giờ lên từ cái gì? Ủa không tới đồ, ớ cơ. Không tới đồ này, không tới đồ này. Đánh không tới đồ này.
Đéo thể hiểu luôn. Trời ơi. Sao ngoài nó không rơi đồ này? Trời ơi, nhìn xuống đây mà xem. À đây, có rơi đây. Trên gì này ạ? Bao thứ không ra ra cái này ạ? Thôi rồi, không sao. Vứt cho con này đi. Ủa chi thằng nào bây giờ lên tầng 2 ạ? Trời ơi, tin được không ạ? Dù xe ăn bắn vẫn lực lắm. Ôi dồi, vãi cả con cái ulti một người ạ. Okami thế nào rồi? Okami bây giờ mạnh phết rồi, bây giờ ông cố gắng tích được Gna 2. Bán con... bây giờ bán Azi với cả mấy con linh tinh kia đi. Mấy con linh tinh lang tăng, Ari dùng cái để làm gì? Ari này, rồi... bây giờ ông cố gắng ông lên được... mấy con này, những con ông có lên 2 thôi là được rồi, ông không cần phải cố... nâng cái gì cả. Cheat này. Ui, Yasuo này. Đa số vứt ra để cho nó điều mình được. Giờ mình đang muốn tích tiền để mình lên cấp. Mình cần phải tích tiền để lên cấp. Ô, đồ của ai đấy? Đớp của mình. Ui, hóa hình ạ, à, team hóa hình. À, team hóa hình. Không cho con rồng đánh. Cấm lặng nó lại. Giết con rồng trước khi nó hôn, nó kịp đẻ trứng. Ui dồi ôi, nó đẻ trứng rồi. Đừng để cho con rồng nó đẻ trứng. Ui, dòng 3, thằng này nó chơi một mình à? Thằng nó dòng 3 thì nó... dòng 3 thì nó chơi với ai đây rồi? Dòng 3 thì đéo hiểu nó chơi với ai đây ạ? À? Thời đại này nó cầm dòng 3 ra. Chơi mình mẹ đi. Đéo không hiểu được ạ. À. Quả rồng 3 thì chơi thế nào đây? Leona mình cần lên 2, Mikoto mình cần lên 2. Rất cần. Rồi, thanh niên đã ven nghỉ chơi. Đờ ra ven nghỉ chơi này. Đờ ra ven bị khóa kiếm ạ. Ui, ông gặp ngay thằng rồng này. Thằng rồng ấy nó bá lắm rồi ấy. Không ai chơi lại nó đâu. Thật nó rồng 3 này mình nghỉ đi. Không có giọt leo ấy. Ông đấy tạm ra sổ ông được này. Ở đây rồi. Lần này không ai lấy mid fortune của mình này. Không ai lấy mid fortune của mình ơi. Khổ lắm. Mid Fortune cầm cuồng đao được không nhỉ? Tầm này liêm sỉ nhéo. Liêm sỉ gì tầm này? Liêm sỉ gì tầm này nữa? Hay quá, vẫn kịp đổi. Ở đâu? Không kịp đổi à? Không sao, không có vấn đề. Ui, gặp ngay ông Huy Anh ạ. À. Rồi xong rồi, mình tiết ông Huy Anh lên đường rồi. Huy Anh rất tốt nhưng mà mình rất tiếc rồi. Rồi, không sao, top 4 là được cộng điểm rồi. Top 4 là được cộng điểm rồi. Rồi sẽ lấy top 1 cho ông phải an ủi vậy. Tôi sẽ an ủi ông bằng một cái top 1 cho tôi.
À, vứt con này về ô để lấy cái tụ báo nhỉ, lấy hiệu ứng tụ báo. Ôi trời ơi, Mifu tu ulti kìa. Khoảng không luôn ạ. À. Khoảng không vô định ạ. À. Mifu tu ulti đúng khoảng không vô định luôn. Bây giờ tôi chỉ sợ mỗi thằng rồng thôi. Thằng này nó kinh quá. Kéo ai chơi lại nó. Thôi được, lại đang có Leona nữa. Nhưng mà tầm này thì thôi. Chịu. Tầm này Leona gì nữa. Bao nhiêu thứ đóng ra cái này ạ. Cái này thì ai mà lên được. Không, team này chắc cũng cả còn xếp lại đội hình đâu phải ăn đâu. Rồi, tổng bị khóa đánh. Tự nhiên đi chết này. Cái này phế quá, cái này chả biết xuất cho ai luôn đấy. Cộng 20 mana thì chắc chẳng phân biệt tôn cho nó thêm một tí mana chứ. Nó bắn ulti cho nhanh. Thế này chả vất vất cho ai cái tầm này. Cái đồ đấy. Cái photo này chắc đang không lên được rồi. Không nên cố làm gì. Đi. Đéo ra. Hai con đang đợi đến ba này. Mày qua đánh cho bóng rồi. Đánh cái bóng này ăn được. Đều rồi. Đều mà nó ra nó bẫy mình. Ờ đúng rồi, mình bỏ qua người ta thua rồi phải. Ờ, thôi drone đi, tầm này thêm xỉ tí nữa. Ây da, căng nhỉ. Đéo có. Trời ơi, đây rồi, thanh niên tổng bài rồi. Phải đái rồi. Tại sao con Mifoto nó toàn nó tìm một người thế nhỉ? What the fuck luôn đấy, thật luôn đấy, tại sao vẫn có tìm một người ạ? À? Không thể hiểu. Ôi dồi ôi. Dòng ba bá quá. Tầm này không giữ tiền được rồi. Đi. Ngành Gravet cuối cùng không ra. Không ra thêm con ấy vào luôn à. Khó đánh nó. Rồi, top 2 rồi. Còn mỗi mình với thằng rồng thôi. Thằng Gravet cuối cùng nhất định không lại. Đây cái này đi. Thực ra cái này nó ăn thua với bài mình cả. Còn người đó cho thêm tí đam. Cái đống này đúng mà mình chẳng có con đéo này để lấy cả. Gravet đâu? Ủa? Ủa đi.
đéo kịp thôi. Thôi thua 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 rồi, chưa khi Mi Fortune xếp lại chỗ Mi Fortune này. Ulti toàn ulti một người à. Ok, có bạn lại thắng được. Ủa thủ dòng bất tử thế kia thì thôi rồi, đánh khóa đánh nó lại không được rồi, con dòng nó bá quá. Còn hụt đấy chứ, hoa hoa đi. Thôi bây giờ đang có vét này, đúng ảo rượu luôn đấy. Tập lại vị trí Mi Photo rồi. Mi Photo đứng đây toán ulti về phía này một mình một người. Tôn này nó ulti, chỉ ulti một người. Thua. Thế không hiểu sao ạ? Này thứ hai.